Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Video hôm nay mình sẽ làm một clip book haul. Mình sẽ không nói nhiều nữa và bắt đầu video thôi. Đầu tiên là một đơn hàng đến từ AS Book. Đây là một cái bưu phẩm mà mình được AS Book gửi tặng. Cuốn này có tên là Những cậu quý tử bí ẩn ở thị trấn Sakura. Mình là một đứa theo chủ nghĩa tâm linh nên là mình rất hà hay xem những cái chòm sao các thứ ấy. Và hồi trước, hồi khi mà mình đang còn nhỏ thì mình rất là thích đọc cái Mật ngữ 12 chòm sao. Khi cuốn này được xuất bản ra thì mình cũng đã có ý định mua rồi, nhưng mà mình kiểu hơi phân vân ấy. Tại vì dạo gần đây thì mình không hay đọc những cái thể loại như thế này nữa. Bởi vì có sự yêu thích nhất định về cái cuốn Mật ngữ kia nên là mình đã đọc ngay cuốn này khi mà mình vừa mới nhận được. Thật sự không thể nói là cái cách hành văn của Aria đặc biệt xuất sắc trong lòng mình. Tuy nhiên thì nó vẫn có một cái sự cuốn hút riêng là mình kiểu muốn đọc tiếp ý. Mình đã đọc những tác phẩm của chị Aria này từ trên Forum rồi trên WordPress. Nếu mà bạn mới đọc thì bạn có thể thấy là cái cách hành văn của chị này rất là non nớt. Tuy nhiên thì không phải là non nớt đâu, mà đấy là cách viết riêng của chị đấy, không phải là do chị đấy non nớt. Những trang đầu thì có hình in màu và những cái chương ấy thì sẽ có những cái họa tiết bông hoa anh đào các thứ rất là xinh. Mình rất ấn tượng với cái vũ trụ khổng lồ mà chị ấy đã tạo ra trong cái cuốn Sakura này. Và nó không chỉ là gói gọn và bao bọc trong mỗi cái thị trấn đấy nữa. Đặc biệt là mình rất là thích những nhân vật nam trong cuốn này, rất là nổi bật và rất là ngầu. Nhân vật nữ trong cuốn này thì chìm hơn nhân vật nam, tuy nhiên thì nó vẫn có vai và có vai trò nhất định trong cái bộ truyện này. Nếu mọi người thích OTP hay là ship cặp giống mình thì sẽ thích cuốn này, bởi vì bên trong cuốn này có rất là nhiều cặp đôi yêu nhau các thứ. Mặc dù mình là cung song tử nhưng mà mình không thích cái couple Score và Jeremy lắm, bởi vì mình cảm giác là cái couple đấy nó kiểu hơi bị gượng ép và không chân thật bằng những cái cặp đôi khác ấy. Trở lại với chủ đề ngôn tình thì mình có cuốn 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của Ân Tầm. Đây là cuốn tập 3, tập 4, tập 5. Và mình nghĩ là nếu mọi người có xem cái video book sale tour của mình cũng đã thấy cuốn này rồi. Thật sự thì mình cũng mua khá là lâu rồi, tuy nhiên thì mình đợi những cuốn khác về và mình quay video một thể luôn. Vì vậy bây giờ mình mới có video để cho mọi người xem đây. Bộ này thì có hai cái card rất là xinh, nó được làm bằng nhựa rất là đẹp. Tuy nhiên thì mình nghĩ là nếu mà không cẩn thận thì nó rất là dễ xước. Bộ 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc này mình thấy thì tập 1, tập 2 bìa của nó khá là bình thường. Tập 3, tập 4, tập 5 thì bìa của nó đẹp hơn và tập 6, tập 7 bìa của nó xuất sắc luôn mọi người. Nói thật thì mình chưa đọc bản giấy của cuốn này bao giờ nên là mình cũng không biết nội dung của tập 3, tập 4, tập 5 nó như thế nào. Bởi vì tập 5, lớp 9, lớp 10 ấy, thì mình đã đọc cái bộ này ở trên mạng rồi và mình thấy nội dung của nó rất là hay. Thì bây giờ mình mới có tiền và có đủ kinh tế để có thể mua được cuốn này. Bởi vì bộ này có tận 7 tập và nếu mọi người mua mà không thích nội dung của nó thì rất là lãng phí. Nên nếu mà bạn không chắc chắn đây là một cuốn bạn sẽ thích thì bạn có thể xem phim. Bởi vì cuốn này cũng có phim rồi và phim của nó cũng rất là ok. Mọi người có thể lên mạng và xem thử. Các bạn tin mình, đây là một cuốn rất là hay và sẽ không bao giờ tốn tiền khi mua cuốn này đâu. Tuy nhiên thì bên trong này có một số tình tiết khá là rùng rợn, bởi vì nó viết về chủ đề khám nghiệm tử thi ý. Nên là khuyến cáo khi mọi người đọc buổi tối nhé. Tiếp theo mình có một đơn hàng đến từ nhà sách Nhã Nam. Đây là một đơn hàng mình rất là mong đợi bởi vì có cuốn của bác Nguyễn Nhật Ánh. Nhưng khi mà mình nhận hàng và nhìn cái cách đồng gói thì mình không thể ưng được luôn ấy. Và bên trong thì cũng không bị móp méo nhiều. Nhưng có một vấn đề là cái cuốn sách, nếu biết trăm năm là hữu hạn của mình, nó rất là cũ, mọi người có thể nhìn thấy này. Nó kiểu như là bị đọc rồi và kiểu bán sách cũ lại cho mình vậy. Mình là một người thích đọc sách và cũng là một người thích sưu tầm sách luôn, nên là những cuốn sách của mình không bao giờ muốn nó bị cũ. Mình rất là phê bình nhà sách Nhã Nam khi mà đóng gói như thế. Tí nữa thì sẽ còn một cái đoạn mình phê bình nữa và mọi người hãy đón chờ nhá. Cuốn tiếp theo của bác Nguyễn Nhật Ánh tên là Ra Bờ Suối Ngắm Hoa Kèn Hồng. Đây là một cuốn rất là dễ thương và mình mua từ đợt Valentine cơ. Nhưng mà bây giờ mình mới lên video. Khi mua cuốn này thì bạn sẽ được tặng thêm cuốn Út Quyên Và Tôi nữa. Mặc dù cuốn này nhìn bé bé xinh xinh nhưng mà có đầy đủ tất cả nhà xuất bản, năm xuất bản và mục lục các thứ.
Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem rõ hơn về cuốn Út Quyên và Tôi này. Cuốn này như là một cuốn Út Quyên và Tôi thu nhỏ thôi, chất giấy của nó vẫn thế. Tiếp theo là nhân vật chính. Đây là một cuốn có bìa mình rất là ưng, bởi vì bìa ngoài nó cũng đẹp mà bìa trong nó cũng đẹp. Bên trong bìa của nó như kiểu là giấy mà không cán bóng lên ý. Và những cái chữ và những cái con vật thì được nổi bật lên bởi những cái màu metallic hồng, nó ánh ánh lên rất là đẹp. Còn bên ngoài là giấy cán bóng nhưng mà nó có một cái texture bên trong nhìn rất là xịn, và có những con vật ở trên và được cán bóng lên luôn, rất là nổi bật. Bên trong là giấy bóng và từng chuông một thì sẽ được vẽ những cái con vật minh họa lên, thật sự rất là dễ thương ấy. Mình đã đọc rất là nhiều cuốn của bác Nguyễn Nhật Ánh viết về đề tài động vật rồi. Khi mà viết về đề tài động vật thì bác Nguyễn Nhật Ánh như kiểu là thêm hồn cho những con vật vậy. Mình đọc cảm thấy như là mình đang trải nghiệm vào trong cái cuộc sống của chúng nó luôn ấy. Ngoài ra thì cuốn này có một cái podcast và một cái bookmark rất là xinh. Cái podcast này thì hình trái tim và cái bookmark thì nó bình thường thôi, nhưng mà cái chất giấy của nó rất là cứng cáp. Tiếp theo là một đơn hàng đến từ Tiki. Đây là một đơn hàng mình rất là mong chờ luôn, bởi vì cái đơn này mình mua với giá rất là rẻ. Bên trong này thì mình có 3 cuốn sách và mình đã đọc 3 cuốn này rồi. Tí nữa thì mình sẽ review luôn cho mọi người xem. Đầu tiên mình có cuốn Sao Trên Trời Rất Xa, Sao Của Anh Thật Gần của Phí Ngã Tư Tồn. Mình là một fan của Phí Ngã Tư Tồn nên là mình sẽ muốn mua hết tất cả những cuốn của Phí Ngã Tư Tồn. Cuốn này thì xuất bản khá là lâu rồi, mình cũng không có ý định mua, nhưng mà mình đã đọc ở trên mạng và mình thấy nội dung của nó cũng khá là ok nên là mình đã mua về. Cuốn này thì mình mua trên Tiki, chất lượng của nó thì mình thấy nó hơi cũ nhưng mà mình vẫn chấp nhận được. Tiếp theo mình có một bộ Bản Hòa Tấu Hôn Nhân của Bản Lật Tử. Thật sự thì mình cũng khá là trông chờ cuốn này bởi vì mình chưa đọc cuốn này bao giờ ấy. Và khi mình đọc thì mình cảm thấy là đoạn đầu khá là ok, tuy nhiên thì càng về sau thì mình thấy nó không hợp gu mình lắm nên là mình đã drop nó. Đến bây giờ thì mình vẫn không nhớ là cái nội dung mình đã đọc qua của cuốn này nó như thế nào. Mình chỉ nhớ là cái bản Hòa Tấu Hôn Nhân này chính là một cái bản hợp đồng kết hôn của hai người này. Hai người này hình như là Thanh Mai Trúc Mã thì phải. Hồi xưa có ngồi cùng bàn với nhau kiểu đấy nhưng mà mình cũng không nhớ lắm. Nhưng mà bạn nào thích ngọt thì có thể mua cuốn này về đọc rất là ok. Tiếp theo là một cuốn sách như một cái tác phẩm nghệ thuật vậy. Dạo này thì mình rất là thích đọc những cuốn mà có tranh ảnh như thế này ấy. Và cuốn này thì nó có rất là nhiều tranh ảnh. Cuốn này thì đến từ nhà Đông A, những cuốn sách đến từ nhà Đông A thì không bao giờ là mình thất vọng. Đây là hai cuốn mình thích nhưng do ngân phiếu eo hẹp nên là mình chỉ mua được một cuốn thôi. Điều duy nhất mình không thích ở cuốn này là cái thiết kế gáy của nó, nhìn nó rất là kiểu hỏi chấm luôn ấy. Cái này rất là dễ rách nên là mọi người khi mua nhớ cẩn thận nhá, của mình thì nó đã bị rách rồi. Anyway, bởi vì đẹp thì sẽ được tha thứ, bên trong của nó thì như một tác phẩm nghệ thuật. Nó siêu đẹp luôn ấy và nó rất là chi tiết. Và mình là một đứa rất là thích tranh ảnh nên là cuốn này rất là hợp gu của mình. Và đây là 3 cuốn mình mua trên Tiki, mình cảm thấy rất là ok. Tiếp theo là một đơn hàng mà mình muốn phốt. Bởi vì cái cách đóng gói kiểu của Nhã Nam này, mọi người nhìn này, giống cái đơn hàng trước mình đã phê bình rồi. Và đây là cái đơn hàng tiếp theo. Mặc dù bên trong đã bao rất là nhiều cái ni lông túi bóng bong bóng như thế này rồi, tuy nhiên thì bên trong nó vẫn bị DF ấy, mình không hiểu. Mình thắc mắc là tại sao một cái nhà sách lớn như là nhà sách Nhã Nam không có một cái hộp để mình đựng những cái cuốn sách hỏi chấm. Hai cuốn mình mua thì không có bookmark nhưng mà mình được tặng thêm một cái bookmark rất là xinh. Đầu tiên là cuốn Kiêu Hãnh và Định Kiến. Đây là một cuốn mà nó bị DF này mọi người. Mặc dù nó không nhiều nhưng mà mình không thích điều này. Nó bị... đấy, như hình mọi người có thể xem.
Bỏ qua những cái lỗi của nó thì đây là một cái tác phẩm mình thấy rất là hay của nữ nhà văn Jane Austen. Cuốn này thì kể về những cái thói hư tật xấu của những tầng lớp cao quý hồi xưa ấy. Những người đàn bà thì phải hy sinh tình cảm của mình để lấy một người đàn ông có thể là mình không yêu, nhưng mà người đàn ông ấy có tiền bạc và địa vị để cải thiện cuộc sống của mình. Mình rất là thích đôi chính trong cuốn này. Tình cảm của cặp đôi này như là một hình mẫu lý tưởng mà tất cả mọi đàn bà, đàn ông trong cái thời này đều khát khao và muốn có được một tình yêu như thế. Tiếp theo thì mình có cuốn Winnie the Pooh. Đây là một cuốn mình rất là thích và nó không hề bị lỗi. Mình rất là cảm ơn. Gấu Pooh thì đã gắn liền với tuổi thơ của mình, nên là khi cuốn này được Nhã Nam xuất bản ra thì mình thật sự phải mua liền luôn. Bên trong thì nó có những cái hình ảnh rất là đẹp. Cuốn này thì dành cho những em bé nên là sẽ có những cái hình rất là xinh. Mình thấy người lớn hoàn toàn có thể đọc được. Nó rất là kiểu gợi về tuổi thơ của mình ấy. Cuối cùng mình có 3 cuốn truyện nhưng mà mình không biết đọc tên của nó như thế nào nên mình sẽ gọi tạm là VEIL nhá, của tác giả Kotteri. Đây là một cuốn truyện mà mình cảm thấy là nó thực sự rất là đẹp ấy. Nếu mọi người có Du Idol thì mọi người có thể biết cái cuốn photobook ấy. Nó như một cuốn photobook luôn mọi người. Và mình mua với giá cũng tầm gần 100.000 nhưng mà nó đáng tiền nhá. Mặc dù cái bộ này có rất là nhiều phốt kiểu in sai rồi in lỗi các kiểu, nhưng mà anyway bởi vì nó đẹp nên là nó sẽ được tha thứ. Toàn bộ cuốn này thì được làm bằng một cái chất liệu giấy rất là dày dặn và bóng rất là đẹp. Tên của cuốn này thì sẽ được in bằng một cái chữ màu vàng metallic rất là nổi bật. Và những cái postcard của cuốn này thì không phải chê luôn mọi người, nó rất là cứng cáp và dày dặn. Hình vẽ bên trong cuốn truyện thì mình cảm thấy rất là thích, mình rất là thích nét vẽ kiểu này luôn. Nó rất là đơn giản nhưng mà nó có thể cho mình cảm xúc. Nói chung đọc cuốn này mình cảm thấy rất là cuốn. Mình đọc trong một buổi tối hết cả 3 cuốn này luôn. Và có một điều đặc biệt là tập 1, tập 2 có thể ghép lại với nhau thành một bức tranh rất là hoàn hảo. Và đây là cuốn cuối cùng trong cái bộ 3 này rồi. Mặc dù cuốn này giá hơi đắt nhưng mà mình nghĩ mọi người vẫn nên mua về. Bởi vì là tiền nào của nấy ấy. Nó đắt nhưng mà cái chất lượng của nó rất là tốt. Và video của mình đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye.